Hello mọi người, thì ngay cuối tuần thì chúng ta lại dành thời gian phân tích với nhau nhiều hơn một chút. Thì nay chỉ có bị đau họng thì giọng nó hơi khàn khàn thì mọi người thông cảm nhé. Đầu tiên thì đây là kênh Chí Nguyễn Official và nếu mà mọi người ủng hộ thì cho Chí một like và một subscribe kênh nhé. Đây là một cái món quà tinh thần rất là lớn cho người làm nội dung, cho thấy rằng là Chí đang có sự ủng hộ và quý mến của tất cả anh chị khách hàng. Ok, thì cuối tuần vừa rồi thì chị thấy tương đối là nhiều tin tức nó đang gây ảnh hưởng xấu đến thị trường. Thì đầu tiên ấy, nó là cái việc mà Vingroup là Vingroup và cụ thể ở đây là công ty con của Vingroup là VinFast đang đối diện với một số những cái thông tin liên quan đến việc mà doanh nghiệp này đang bị có khả năng bị khởi kiện đó. Thì hiện tại thì chưa có thông tin nào xác nhận rằng VinFast bị khởi kiện cả, nhưng mà có những thông tin chính thức về việc mà VinFast đang bị điều tra và thu thập chứng cứ dẫn đến việc bị khởi kiện, đúng không? Và cụ thể thì hai thằng mà đang tập trung vào điều tra VinFast là về là Robin Joller với cả và một thằng nữa thì chị cũng không nhớ rõ tên, nhưng mà về chung quy thì cả hai thằng này đều là những cái hãng luật khá là uy tín ở Mỹ, đúng không? Đó, thì hiện tại thì đúng là có nên có một chút sự lo sợ dành cho VinFast khi mà ở đây không phải là hai doanh nghiệp luật ở như bên là thuộc doanh nghiệp luật nhỏ đâu, mà đều là những hãng luật rất là lớn, đúng không? Khi mà bị đối diện với những cái thông tin như là điều tra và thu thập chứng cứ như này, nó rất là có hại đến cho VinFast. Cái đầu tiên mà chị thấy rằng là bị ảnh hưởng là cái việc mà gọi là rủi ro về mặt pháp lý, đúng không? Rủi ro về mặt khởi kiện đấy, thì kiểu như là doanh nghiệp lúc nào cũng phải vướng vào những vụ điều tra điều trần này nọ kia ấy, nó sẽ rất là tốn rất là nhiều thời gian, tốn rất là nhiều tiền bạc đấy. Thì chị nghĩ vậy, như vậy thông tin như vậy thì nó là một cái những cái thông tin mà không hay dành cho VinFast, và giá cổ phiếu VinFast và cả cái cổ phiếu VIC ở trong nước ấy đang giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Cái thông tin thứ hai là cũng thông tin tương đối là giật gân khi mà những con số liên quan trong cái vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB đã được công bố, thì cái con số cụ thể về số tiền nó đã bị chiếm đoạt bởi Vạn Vạn Thịnh Phát và quan và đặc biệt là bà Lan là người đứng đầu Vạn Thịnh Phát, nó khoảng 304.000 tỷ đồng. Đây là một con số rất là lớn. Nếu mà mọi người nhớ ấy, thì tài sản của ông Vượng đâu đó khoảng 7-8 tỷ đô, thì 304.000 tỷ đồng ấy thì nó tương đương khoảng là 14 tỷ đô đấy, thì chiếm đoạt với số tiền là gấp đôi số tiền tổng tài sản của ông Vượng. Thì mọi người thấy con số rất là lớn, đúng không? Mà nó tương đương khoảng với khoảng 6% GDP của Việt Nam. Mọi người thấy khiếp không? Thì như thông tin chính thức là 4-5% GDP Việt Nam ấy, vì là 304.000 tỷ mà nó rất là lớn đấy. Đó, thì thực ra con số này ấy, tại sao chiếm đoạt được, thì chỉ cho rằng là phần lớn số tiền mà chiếm đoạt được thì sẽ thông qua ngân hàng SCB. Nếu mà mọi người đọc cái báo cáo tài chính của ngân hàng SCB ấy, mọi người sẽ thấy là ngân hàng này có khoảng 535.000 tỷ tiền gửi. Tiền gửi này thì đến từ người dân, đến từ doanh nghiệp rất là nhiều, và bà Lan thì bà đã chiếm đoạt số tiền đấy thông qua ngân hàng SCB. Đó, thì đây là một cái vụ rất là lớn với số tiền là gọi là đặc biệt lớn, có thể nói là lớn nhất ở trong tất cả những cái vụ án mà đã công bố, đúng không? Hệ quả thế nào chưa biết, cách bồi thường thế nào chưa biết, nhưng mà theo chí thì nó cũng là một cái thông tin rất là giật gân và nó có thể gây ảnh hưởng đến thị trường đó, đúng không? Ok, thì đấy thì chẳng qua là một số những cái thông tin chỉ điểm qua, chứ còn để phân tích như tin tức như này thì một người môi giới như chí thì chí nghĩ rằng là cũng chưa có thể là phân tích hết được đấy. Nhưng mà chúng ta có một công cụ hay hơn là một công cụ về phân tích kỹ thuật, thì chỉ cho rằng là mọi người nên tập trung vào cái đồ thị và giá đi. Mọi thứ thông tin thị trường ấy, nó sẽ thể hiện 8 đến 90% qua đồ thị giá và khối lượng. Thì chúng ta sẽ phân tích về thị trường nhé. Thì đầu tiên đầu tiên thì thị trường hôm thứ sáu đã giảm, có một cây giảm khoảng 24,3,5 điểm, đúng không? Tương đương với cả 2,16%. Tín hiệu hiện tại thì chỉ cho rằng là một tín hiệu xấu, tín hiệu xấu. Nó cũng khá là
trái nghịch với những cái phán đoán của chị đi, đúng không? Ở trong những cái video trước thì chị phán đoán khá là trái nghịch khi mà kịch bản chị cho rằng hay nhất là thị trường đi ngang, nhưng mà không, thì ngay hôm nay thì ngay cái hôm sau cái video đấy thì thị trường tặng một cây trừ 24 điểm, mặc dù là cổ phiếu nó cũng không có sàn nhiều, nhưng mà gì ạ, thị trường giảm điểm mạnh. Và giảm điểm mạnh này thì chị cho rằng chắc chắn đến từ cổ phiếu Vingroup rồi, đúng không? À, các mã cổ phiếu ở trong hôm thứ sáu chị để ý rằng là lực bán nó có nhưng mà lực đỡ nó cũng rất là mạnh đó. À, cổ phiếu bị thủng hỗ trợ mạnh thì cũng chưa có đó, nhưng mà số điểm giảm rất là lớn đấy, thì chúng ta dù gì chúng ta vẫn phải ghi nhận cái tín hiệu đấy là thị trường đã gì ạ, quay trở lại xuống dưới MA200 rồi. Và và hiện tại đang làm sao, đang chỉ loanh quanh ở vùng mốc 1.100 điểm thôi, đúng không? Những cái hỗ trợ cứng của thị trường thì theo chị nó vẫn còn, nhưng mà nó đang có một tín hiệu tương đối xấu ở ngay cái này, đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ có một kịch bản nữa là ở trong cái phiên ở tuần sau ấy, nếu mà thị trường nó có những cái cây xác nhận cho nhịp giảm này bằng việc là số điểm giảm mạnh và thủng mất 1.000 vùng 1.090, thì chị cho rằng lúc đấy thị trường đã thực sự xấu và những cái tin tức liên quan đấy nó đang phản ánh vào thị trường, đúng không? Dù gì thì những cái tin tức như kiểu bản tự phát đấy thì nó là những cái sự việc đã rồi, đúng không? Nó được bà Lan đã bị bắt vào năm ngoái cơ. Tuy nhiên thì bây giờ những con số nó mới được công bố ra, nó đi kèm với một số thông tin về những cái đợt thanh tra kiểm soát tại sao vậy không gì ạ, không đánh giá chính xác được ngân hàng SCB, đúng không? Vậy tài chính của SCB nó rất là yếu kém từ năm 2017, 2018 rồi cơ, nợ xấu nhiều và cái tình hình tài chính nó không ổn định, tỷ lệ an toàn vốn rất là thấp. Đó, tại sao lại không phát hiện ra để xử lý sớm hơn và kịp thời hơn, đúng không? Để bây giờ để con số của nó tiếp diễn tận bây giờ, nó con số quá lớn và không biết là xử lý và đền bù theo kiểu gì, đúng không? Thì cái số tiền đấy bây giờ thì thấy rằng là chả có một thằng nào trong Việt Nam có thể có khả năng đền được cái số tiền đấy cả, nó quá lớn, đúng không? Cả kể đối với những cái hệ thống tài chính ở nước ngoài cũng vậy, 15 tỷ đô nó không phải là một số tiền bé, đúng không? Nó tương đương là 6% GDP của Việt Nam thôi mà, thì mọi người hiểu nó lớn như nào rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những kịch bản xấu, đúng không? Thị trường tăng thì ai cũng vui, nhưng mà chỉ nhớ mọi người rồi, mọi thứ phân tích nó chỉ đúng đến khoảng 80% thôi, còn 20% chúng ta vẫn phải tôn trọng thị trường và để những cái biện pháp quản trị rủi ro, quản trị gì ạ, vốn khi mà thị trường nó không đi theo ý chúng ta muốn. Đấy, thì bây giờ thì cho rằng là thị trường có thể là không đi theo ý chí muốn, đúng không? Mặc dù là cổ phiếu chỉ cầm vẫn cầm nhưng mà lỗ thì cũng chưa lỗ đấy. Ở trong cái hôm thứ sáu thì chỉ có cái thị trường xấu nhưng mà chị cũng chưa muốn bán hết, chị chỉ bán những cái phần nào mà mình đã có lãi nhiều và chị muốn giữ lại ít nhất là lãi ở trong cái nhịp vừa rồi, đúng không? Tiền nó không từ trên trời rơi xuống thì cũng phải đau đầu rồi, mất ngủ rồi, đào bao nhiêu công sức nghiên cứu mới ra được một tí lãi như vậy. Thì chị thấy rằng là phiên thứ sáu nó như vậy rồi thì đương nhiên sẽ có phải có những biện pháp để chặn cái phần lãi lại, có nghĩa là bán đi hoặc hiện thực hóa số lãi, đúng không? Cũng là cái việc mà chuẩn bị cho cái kịch bản mà thị trường nó có thể còn xấu hơn. Khi mà thị trường xuống thêm ấy, thì chị nghĩ chị rằng vẫn còn sức mua rất là nhiều đó, để có thể là bắt đáy hoặc là ít nhất là cầm được tiền trong cái thời điểm mà thị trường nó không thuận lợi là một cái điều rất là đáng mừng rồi đó. Ok, thế kịch bản hiện tại nếu mà trong phiên hôm thứ hai nó có một cái cây mà nó bán xuống mất vùng 1.090, có nghĩa là cái vùng này mọi người còn nhớ hai cái key level mà mọi chí vẽ cho mọi người thứ nhất là cái việc gap down này, này đó, thứ hai là thị trường vượt MA20 khung giờ, thì đây thì cho mọi người xem nhé, tại sao cái vùng 1.090 bây giờ thì theo chí vẫn là một cái vùng hỗ trợ đó. Đây này, mọi người sẽ thấy hai key level ở đây. Cái này thì thực ra nó vẫn là cái phân tích từ livestream lần trước này mà. Đó, thì bây giờ vẽ lại thôi. Bây giờ cái vùng sideways ở đây chúng ta đã mất luôn rồi, đúng không? Nó bán như này thì không thể nào mà
À, chị nghĩ là có khả năng rút chân, có khả năng mà có thể rút chân, mặc dù trong phiên nó cũng có lúc rút chân rồi đấy, nó kiểu nó hồi phục và test lại chen đấy, nhưng mà ngay lập tức thì cái lực bán nó áp đảo và đấm thẳng xuống luôn. Đó, thì bây giờ chúng ta vẫn còn những cái hỗ trợ quan trọng ở đây là vùng 1090, 1080 đến 1090. Thì nếu mà trong phiên thứ hai nó bị thủng vùng 1090 thì chị cho rằng chị sẽ bán ít nhất 80%, cầm lại 80% tiền đúng không? Để chuẩn bị lên nhịp giảm. Số lượng cổ phiếu chị cầm thì mọi người cũng chắc là cũng nắm được rồi. Chứng khoán một ít, bất động sản thì một ít và ngành thép thì cũng một ít. Đó, thì các cổ phiếu mà chị khuyến nghị thì cái mức lãi nó cũng tầm trên 10% hết rồi. Phiên hôm thứ 6 vừa rồi thì nhiều cổ phiếu nó cũng giảm 3% thôi, đương nhiên là nó vẫn còn lãi, chả thể nào lỗ được cả. Đấy, thì cái việc mà mọi người đánh và quản trị dòng vốn nó thông minh một chút ấy, có nghĩa là nó hợp lý một chút ấy, thì mọi người sẽ rất là nhàn ở trong những cái khúc như này này. Đấy, suy nghĩ rất là thấu đáo và hết trường hợp đúng không? Nếu mà trong thị trường nếu mà trong và những cái phiên ở trong tuần tới nó không có phiên giảm xác nhận thì chỉ cho rằng chị vẫn cầm tiếp đấy. Phiên hôm thứ 6 thì cũng có bán bớt một số cổ phiếu như là FTS lãi 12%. FTS thì bán một lần rồi, thì trong phiên hôm thứ 6 bán nốt. DXG bán 1/2 rồi. Hoa Sen cũng bán 1/2 rồi. Hoa Sen thì hiện tại thì cũng chưa bán. Nếu mà trong phiên hôm thứ 2 xấu thì chị cho rằng chị sẽ bán. Đấy là cái cách mà chị phòng ngừa rủi ro khi mà thị trường nó đang cho chúng ta, thứ nhất là tín hiệu, thứ hai là tin tức nó như vậy. Thì cũng chưa biết, tin tức thì chắc chắn là chưa đánh giá được đâu. Cái hệ quả nó sẽ rất là khôn lường với cái số tiền nó đặc biệt lớn như thế, đúng không? Với cả cái thông tin Vingroup bị điều tra như vậy, nó sẽ để lại hiệu quả, chắc chắn là nó sẽ có hệ quả, và chúng ta chỉ có phân tích được bằng đồ thị, bằng giá. Đó, thì chỉ mong mọi người hiểu, đúng không? Mình không nên tập trung quá nhiều vào tin tức, hãy tập trung vào những cái gì mà chúng ta nắm được, những cái gì mà chúng ta hiểu rõ đúng không? Và những cái gì nó thể hiện, nó phản ánh một cách rõ ràng nhất thay cho tin tức, thì chỉ nghĩ rằng là đồ thị và giá đúng không? Bởi vì tin tức xấu thì chắc chắn là dòng tiền sẽ bán, và tin tức tốt thì chắc chắn là dòng tiền sẽ mua, đúng không ạ? Đấy, đó là cái suy nghĩ của chị nhé. Đấy, thì bây giờ chỉ mong mọi người là sẽ hiểu về phân tích kỹ thuật và chuẩn bị cho mình một số cái kiến thức cơ bản, những kiến thức nền tảng về phân tích kỹ thuật. Ví dụ như là ít nhất là mọi người sẽ phải biết phân tích về nến, phân tích về khối lượng, nếu ví dụ như một cái nến nó như thế này, một cái nến nó như thế này và khối lượng như thế này, thì mọi người sẽ phải hiểu rằng là tín hiệu xấu đúng không? Nó thủng M20 chát giờ rồi này, đó, nó thủng M20 chát giờ rồi đấy, mọi người hiểu rồi đúng không? Nó thủng các cái đường hỗ trợ quan trọng, thủng những cái vùng gọi là vùng sideway rồi, vốn bán lớn thì nghĩa là tín hiệu xấu đó. Thì chỉ mong mọi người hiểu nha. Hay thì chốt lại cái view của chị trong này đau họng quá. View của chị trong tuần tới sẽ là nắm giữ và chờ đợi. Nếu thị trường nó có những cái phiên gọi là xác nhận cho cái nhịp giảm nó tiếp diễn, thì chị sẽ phải bán những cái cổ phiếu nào chị đang giữ một nửa, giữ 1/2 được hàng, bán nốt để lấy lại sức mua. Còn những cái còn nếu mà thị trường nó không thủng thì ok, chúng ta sẽ tiếp hàng và chờ đợi những cái câu chuyện tiếp theo, đúng không? Bởi vì chúng ta vẫn còn lãi, chúng ta vẫn còn những cái biên an toàn nhất định cho tài khoản, là tài khoản không bị lỗ, đúng không? Ít ra vẫn còn màu xanh là được rồi, đừng có màu đỏ đó. Ok, thì nếu mà mọi người thấy hơi lo sợ với thị trường thì hoàn toàn trong phiên thứ hai mọi người có thể bán ra với cái lãi nó vẫn còn trong tài khoản. Cái đấy, việc đấy chính cũng hợp lý đúng không? Hãy gì ạ? Hãy gọi là thư thả một chút, là thị trường như vậy thì tôi cũng cảm nhận là tôi hơi sợ, thì tài khoản tôi có lãi thì tôi cứ bán nào, thì chờ đợi bao giờ thị trường nó có những cái phiên nó bình ổn hơn, có những cái tín hiệu nào nó chắc chắn hơn và có những cái hỗ trợ quan trọng nó vẫn giữ được thì chúng ta mua lại sau, chả vấn đề gì cả đấy. Thì ok, đấy là cái tư vấn của chị, những cái thứ nhất là về tư vấn, thứ hai là về phân tích, thứ ba là về cái cảm nhận của chị ở trong những cái phiên giao dịch ở tuần tới nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái phần gọi là phần trả lời những cổ phiếu mọi người đang quan tâm. Đó. Thì những cái cổ phiếu mà chị khuyến nghị hiện tại thì mọi người chắc cũng nắm được rồi, là cổ phiếu DBC, cổ phiếu FTS, cổ phiếu SSI, cổ phiếu DIG,
cổ phiếu gì ạ? Hoa Sen. Thì hầu hết nó cũng là nhóm cổ phiếu tương đối là mạnh này. Đây, cho mọi người nhìn qua này. Đấy, Hoa Sen ở trong phiên hôm thứ sáu nó còn đóng tham gần như tham chiếu á. Thì đó lý do tại sao mà chị vẫn chưa bán Hoa Sen. Thì chị cũng có bán Hoa Sen rồi, nhưng mà bán phần hai, còn giữ một phần hai lượng hàng. Đó. À, cái đợt mua thêm thì mua thêm ở giá 21.4, thì bây giờ nó cũng trả lỗ được đấy, thì bây giờ hiện tại vẫn giữ tiếp Hoa Sen. Ok, thì nhìn tín hiệu của Hoa Sen như vậy đúng không? Mà nó cũng chưa dấu hiệu gì xấu cả. Rồi xem chart 1 giờ xem RSI của Hoa Sen thì cũng đang phân kỳ, nhưng mà nó cũng chưa có đi kèm với dấu hiệu xấu, nên là chỉ cho rằng chỉ vẫn giữ tiếp Hoa Sen. Còn cái vùng mà stop loss đối với Hoa Sen thì mọi người có thể mọi người có thể nhìn qua nhá, cách mà chị stop loss cho Hoa Sen này. Ví dụ như là tài khoản chị mua Hoa Sen ở giá khoảng bao nhiêu, chị không nhớ rõ cái giá ban đầu là mình mua bao nhiêu nữa. Đây, hình như là mua ở giá khoảng 19 thế nào ấy, 19.2, 19.2 là bây giờ 21.45 đúng không? Đấy, thì bây giờ stop loss Hoa Sen khi mà Hoa Sen nó mất cái vùng nền tích lũy ngắn ở đây này, đấy, có nghĩa là mất vùng giá 20.5 đi, đấy thì bán thì vẫn còn lãi đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ không bị bán sớm, không bị, có nghĩa là bị rung rũ, bị bán mất hàng sớm. Đó, thì cho rằng là nếu mà Hoa Sen mất vùng 20.5 thì chị sẽ bán hết. Đó. Tiếp theo là cổ phiếu DIG. DIG là cổ phiếu mà chỉ có bán một lần ở 19.8, một lần ở giá 20. Hôm bữa vừa rồi thì tiếp tục bán ở giá 20.3. Đấy, tại sao chị bán DIG? Chắc là mọi người vẫn còn nhớ đúng không? Cái lý do chị chia sẻ không phải là trong video này mà video lần trước rồi. Có nghĩa là DIG chỉ thấy là đang có cái tình trạng là gì ạ? Tình trạng những cái phiên trước ấy là liên tục thủng M20 xong lại hồi lên. Có nghĩa là nó đang suy yếu quanh M20 đúng không? Những cái phiên mà nó bị giảm dưới M20 nó xuất hiện nhiều hơn. Đấy, nó cho rằng là cổ phiếu nó đang có những cái tín hiệu suy yếu đúng không? Chúng ta phân tích như vậy. Đấy, khi mà cổ phiếu nó đang liên tục nó đang di chuyển quanh M20 thì cái tín hiệu như vậy ấy, thì mọi người phải hiểu rằng là một tín hiệu suy yếu chứ không phải một tín hiệu bán. Tín hiệu suy yếu chứ chưa phải một tín hiệu bán đúng không? Lúc đấy mọi người vẫn có thể bán đúng không? Nếu mà chúng ta cảm nhận là thị trường nó như này như kia thì chúng ta có thể bán, cái đấy là phần cảm nhận. Nhưng mà tín hiệu bản chất của nó là tín hiệu suy yếu. Đấy, khi mà cổ phiếu gần quanh M20 đi kèm với đó trong phiên hôm thứ tại sao chị lại bán là 20.3 khi mà nó chạm cái cây nến này đúng không? Chạm cây nến này đúng không? Đó, và khi mà chí mà sai ấy, thì khi mà cổ phiếu nó vượt ra giá 20.8 thì nó đã vượt cái đỉnh này thì nó sẽ còn đi lên cái cạnh trên của band. Đó, còn chị bán đúng rồi, chị bán đúng ở đây. Đấy, cổ phiếu chạm 20.5 quay đầu đúng không? Và hiện tại thì cổ phiếu nó đang thứ nhất là dưới M20, cái thứ hai là dưới trend. Mọi người nhìn vào cái nến này này, mọi người sẽ hiểu ngay. Đây là cái nến gì ạ? Nó đang thủng mất trend, nó sẽ có một cái hồi test lại. Mọi người chẳng thấy đúng trên cản trend đâu. Chạm lên giá 20.3 phát bán ngược lại luôn. Đó, bán ngược lại luôn. Có nghĩa là đang có tín hiệu mất trend rồi và chờ đợi một cây nến gọi là xác nhận nữa thôi. Xác nhận nữa thôi và đi xuống đây. Đấy. Đúng không? Đó, thì hiện tại thì có thể là nhiều người vẫn đang giữ hàng DG, chưa sao cả, chưa vấn đề gì cả, bởi vì là cái vùng mua ở DG của chị ấy, nó là vùng này cơ, 18.1, 18.2 này cơ, vẫn còn lãi, lãi cũng tương đối, lãi trên 7%. Thì bây giờ mọi người cứ đợi cái tín hiệu nó thủng gì ạ, nó tiếp tục nó thủng cái nền này đi đã, có nghĩa là thủng mất giá 19.5 gì đã, thì mọi người bán hết nó cũng chả vấn đề gì cả, nó cũng chưa 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 lỗ vào tài khoản mọi người đúng không? Đấy, thì cái chỉ nghĩa là stop loss cho DG nó sẽ là như vậy. Còn nếu nó không thủng thì thôi, trực tiếp đó. Bán thì bán ở trên vùng này rồi, chứ còn vùng này thì đợi thêm tín hiệu rồi bán cho nó chắc chắn. Còn DG này một con mà nó cũng mang tính chất nó hơi sóc nảy một chút đấy chị, nên là mọi người sẽ phải đặt cái biên nó rộng hơn ra đó. Mọi người thấy hiểu hiểu hình dung cái tư duy của gì chưa? Đó, cổ phiếu thứ ba, cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu FTS cũng là cổ phiếu chỉ lãi cũng tương đối là nhiều. Nay giọng nó hơi khàn khàn, nói bé thôi, nên mọi người có gì bật tiếng tiếng lên một chút nhé. FTS thì cái vùng mua của chị là vùng 37.2. Hiện tại nó đang ở giá 41 rồi, thì đương nhiên là lãi rất là nhiều rồi, đúng không? Hôm bữa vừa rồi chị bán 1/2 FTS là bán ở giá khoảng 41.5, 41.5. Lúc mà thị trường nó giảm 15 điểm thôi là bán rồi. Đấy. FTS thì hiện tại nó đang có một cái tín hiệu bánh mì kẹp thịt, có nghĩa là tín hiệu đang có một cái tín hiệu gần như là hòn đảo ở đỉnh ở đây, thêm một cây nến giảm xuống nữa thì chắc chắn là confirm tín hiệu hòn đảo ở đỉnh. Đấy, thì bây giờ mọi người sẽ đặt stop loss cho FTS nếu mà mọi người chưa bán nhé, thì chỉ bán FTS rồi là gì ạ? Mất vùng 40 chấm điện
mất vùng 40.5 thì chị mình sẽ bán hết cái lượng hàng ETF đang nắm giữ. Thì mọi người bán ở đây mọi người vẫn lãi mà, đúng không? Cổ phiếu này chị không thấy là mọi người có thể lỗ ở đâu được nếu mà mọi người mua theo cái cách của chị mua, trừ khi là mọi người thấy quá FOMO, mọi người mua ở ngay đây thôi thì chắc chắn là lỗ đấy. Nhưng mà mọi người sẽ phải, nếu mà lỗ thì chắc chắn phải chấp nhận stop loss khoảng là bán ở 40.5 thì stop loss khoảng gần 7% thôi, chấp nhận đúng không? Mua nó sai rồi thì phải xử lý chứ đừng có cái kiểu mà mua ở đây xong rồi nghĩ tôi đầu tư dài hạn rồi cổ phiếu xuống mẹ đây. Chị nghĩ việc đấy là việc không nên, không nên, chắc chắn là không nên thị trường hiện tại. Nếu mà thị trường nó kiểu đảo trên năm 2022 ấy, mà còn FTS này mà mọi người mà giữ ấy, thì chả biết được cái số lỗ là đâu, nó có thể đi từ 40 này về vùng 20 chuyện hết sức bình thường đấy. Nên là mọi người không nên giữ cổ phiếu FTS này nhá. Cổ phiếu này là một cổ phiếu mà chắc chắn mọi người nên mua ở trong thị trường uptrend bởi vì nó tăng rất là nhiều, nhưng mà chắc chắn mọi người không nên giữ ở thị trường uptrend bởi vì nó cũng giảm rất là nhiều luôn. Mọi người có thể thấy cái câu chuyện của FTS nó tăng từ giá 13 lên giá 50 là gì ạ, nhân gần 4 lần, gần 4 lần của FTS này. Nhưng mà khi mà nó giảm nó cũng giảm như vậy đúng không? Tăng mạnh thì giảm mạnh được, đó là cái câu cái môn thủ ở trong chứng khoán rồi. Chúng ta hạn chế giữ con này, nếu mà mua vùng giá quá cao nhá. 40.5 chỉ nghĩ rằng là mức stop loss hợp lý để cho FTS. Con cổ phiếu tiếp theo cổ phiếu SSI. SSI thì hiện tại chỉ mua hai lệnh là 31.4 và lệnh nữa là lệnh 32.3. Hiện tại thì FTS cũng đang lỗ nhẹ, đang có tín hiệu gì ạ? Đang có tín hiệu võng số 200. Thì cái vùng nền ngắn hạn của FTS ấy, thì sẽ phải xem trên chart 1 giờ vì con này ra biển hơi bé một chút. Ok thì mọi người nhìn cái vùng nền đây không? Đây là cái vùng nền tích lũy này. Đấy. Thì bây giờ nếu mà FTS nó trong chiều hướng xấu thì chỉ sẽ bán đi ở quanh vùng 30.5 là sẽ bán nếu mà thủng. Đúng không? Còn không thì cũng chưa có tín hiệu gì mới cả. FTS thì cũng đang có một cái số dấu hiệu như là RSI phân kỳ này. Đúng không? Khi mà đỉnh nó cao hơn này, đó. Đấy, tín hiệu xấu của SSI nó như vậy. Đấy, thì mọi người nếu mà mua theo con SSI theo chí thì nên có stop loss như vậy nha. Còn nếu nó không thủng thì thôi, cứ giữ đấy. Rồi nó có một cái vùng nền tích lũy ở đây này, đó. cổ phiếu DBC. Ok, DBC là cổ phiếu nó tương đối là mạnh ở trong thời điểm hiện tại. Mọi người mua đến thời điểm hiện tại thì chỉ cho rằng là hàng về và có lãi hết sạch rồi. Nên là câu chuyện quản trị rủi ro nó sẽ rất là đơn giản, đúng không? DBC nó chưa có dấu hiệu là suy yếu cả, ngoại trừ cái việc hơi rung lắc ở trong phiên hôm thứ sáu. Tuy nhiên thì con này rất khỏe và vẫn đóng ở mức giá xanh đó. Thì bây giờ cái cách làm sao xử lý DBC đi, chỉ nói thôi, trong cái vùng mây này là vùng gom hàng đấy. Thì nếu mà DBC nó có bõng xuống dưới vùng giá 23.12, dùng giá 23 thì mọi người vẫn mua được mà. Đó, còn cái tín hiệu mua gia tăng thì theo chí là cũng chưa đủ. Đợi nó, nên đợi nó vượt cái mây đã, tức là vượt giá 24.5 đã thì mọi người hãng mua gia tăng nhá, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ ghi nhận DBC này có rất là khỏe, gần như là cái lực bán không có ở trong phiên hôm thứ sáu luôn, khi mà cổ phiếu vẫn giữ mức giá xanh như này là tín hiệu rất tích cực vậy đó. Nó là một cái ngành mà gọi là ngành thực phẩm, nó thường chạy sóng riêng, chạy sóng cuối năm chứ không phải chạy theo thị trường đâu. Nếu mà cái xung lực này nó vẫn ở giữ, thị trường có xấu thì chỉ nghĩ rằng là DBC vẫn có thể đi ngược thị trường được, và trong quá khứ con này làm rất là nhiều lần rồi. Đấy, nên là mọi người có thể giữ DBC nhá. Ok, đấy là những cái cổ phiếu mà chị khuyến nghị. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái list cổ phiếu mà anh chị quan tâm ở trong khách hàng. Nay là video cuối tuần thì chúng ta sẽ dành thời gian chúng ta phân tích với nhau nhiều hơn một chút, chả vấn đề gì cả. VIX, GEX, SNS và SSI. Ok. Đầu tiên là cổ phiếu VIX. VIX nó đang có dấu hiệu suy yếu khi mà chạm cản ở mây, đúng không? Thì bây giờ thì chắc chắn không phải điểm mua cho VIX rồi, khi nó đang thủng mây trở lại, đúng không? Nó chạm mây, nó có những tín hiệu gọi là đi vào vùng mây, nhưng mà ngay lập tức có một cây bán xuống mà vôn nó lớn như thế này, nó đang áp đảo hoàn toàn cái vôn của phiên hôm, cái phiên mà đi vào mây như này, đúng không? Nên đây là một tín hiệu chứ không phải một tín hiệu mua đó. Thì bây giờ nếu mà anh chị đang cầm hàng con này thì nên có một mức stop loss đi, nó giảm 7% từ cái giá khoảng là 16 à đâu, giá khoảng 16.7 đúng không? Giảm 7% từ giá 16.7 thì chúng ta sẽ bán. Thì hiện tại bây giờ nó giảm 3% rồi thì còn 4% nữa thôi, đúng không? Thì 4% nữa thì nó cũng sẽ phải bán nó quanh giá khoảng 18.5. Đấy, chị nghĩ vậy là hợp lý để chặn lãi con VIX này, đúng không? Và con VIX này thì chị cũng nói với mọi người rằng là chị sẽ không có xu hướng mua con này đâu, bởi vì con này nó đánh cái mức độ lãi của nó quá cao,
quá cao. Mặc dù là đúng là đánh đúng sóng thì nó lãi rất là nhiều đấy, nhưng mà chị cũng không quay được lắm. Đấy, đấy là tư vấn của mình với con gách nhé. Tiếp theo là gách đi. Xem con gách này. Ui. Gách nào. Ok, mọi người nhìn qua về con gách nhé. Hiện tại thì gách có những cái dấu hiệu xấu, có dấu hiệu xấu, có dấu hiệu xấu nhé. Khi mà ba bốn cây nến này là bốn cây nến tạo nền trên đỉnh tích lũy, nhưng mà có một cây gọi là cây bứt phá lên nhưng mà fail, rồi có một cây phá nền. Thế hiện tại là chúng ta đang nhận thấy một tín hiệu là gách đang muốn điều chỉnh trở lại để hấp thụ cái lực cung đã thì mới lên được, đúng không? Thì chắc chắn chưa phải là một tín hiệu mua gách. Đương nhiên, đúng không? Nhưng mà nếu mà ai đang cầm hàng gách ấy, thì chỉ thấy rằng là có một cái gap ở đây này, có một cái gap tăng giá ở đây này. Đấy. Thì ở trong cái thị trường mà uptrend thì mọi người học về gap, đúng không? Cái gap ấy nó là một cái tín hiệu khi mà cổ phiếu mà mở gap tăng ấy thì đấy là một cái ngưỡng gọi là hỗ trợ. Còn nếu mà cổ phiếu mở gap giảm ấy thì đấy là một cái ngưỡng gọi là kháng cự. Thế bây giờ cái gap nó đang ở giá khoảng 21.2, thì gách mà thủng 21.2 thì mọi người sẽ bán 50% hàng, đúng không? Đúng không? Đó. Tại sao lại bán 50% thôi? Bởi vì nó còn một cái hỗ trợ nữa ở đây là một nửa cây nến trần, cũng là một cái hỗ trợ cho break này, đúng không? Nếu mà thủng hết cả hai cái này thì mọi người bán hết, còn không thì nếu mà thủng cái này thì bán 1/2 thôi để xem cái phản ứng ở đây thế nào đã, đúng không? Đó, thì break bây giờ hiện tại đang có một tín hiệu đảo chiều trên đỉnh này, đúng không? Một cây nến bán xuống rất là dài, giảm 3-4%. Ok, tiếp theo là con SHS. SHS thì đợt này thì thấy nó cũng đang suy yếu rồi. Đây, ở mọi người xem qua SHS này, liên tục có những cái cây nến mà có cái dâu ở trên như này, thì chị nghĩ rằng là cổ phiếu nó sẽ chưa tăng được ngay đâu. Điểm mua thì chị cho rằng là chưa có, điểm mua chị cho rằng là chưa có. Cái vùng hỗ trợ gần nhất ấy là cái vùng nền ở đây. Đây, vùng nền đây. Đấy. Thì nếu mà bây giờ cổ phiếu mà SHS mà mất vùng giá khoảng 16.8 thì mọi người sẽ ra 1/2 hàng. Còn không thì vẫn giữ tiếp. Thì cổ phiếu này nó cũng chưa gọi là quá xấu, chẳng qua chỉ thấy là đang cái vùng cản trên đây nó tương đối là mạnh. Khi mà cổ phiếu mất đến 1 2 3 4 5 6 6 phiên vẫn chưa vượt qua được. Thế thành ra là cái nguy cơ nó retest rất là cao. Đấy. Retest rất là cao nha. Đó, retest rất là cao, nhưng mà retest thì đây cũng là một cái tư vấn gọi là mang tính chất là cổ phiếu có thể giảm giá, đúng không? Nhưng nhỡ khi mà cổ phiếu mà không không mang tính chất retest mà có tính chất gọi là cắm luôn ấy, thì mọi người sẽ phải stop loss đấy. Thì tại sao chị phải có một cái stop loss chặn lãi ở đây, đúng không? Nếu mà mọi người có lãi mọi người phải chặn lãi ở đây để trừ khi cổ phiếu phá cái vỡ cái nến này, đúng không? Phá vỡ cái vùng này thì mọi người vẫn còn lãi chứ. Đây đó, phá vỡ cái vùng hỗ trợ với là một nửa cây nến thứ hai này, à một nửa cây nến dài này. Đó, đấy là cái tư vấn cho SHS nhé. DBC thì tư vấn rồi. Tiếp theo là cổ phiếu gì ạ? HAG. HAG cũng một cổ phiếu chỉ đang chơi, mua dùng là 8.9, hiện tại đang lãi nhẹ. HAG nó cũng chưa có tín hiệu gì xấu, nhưng mà theo chị thì hiện tại vẫn chưa mua được. Tín hiệu tích cực nó là nó đã vượt được cái cản ở đây rồi, đúng không? Vượt cản ở đây rồi. Đấy. Hiện tại đang tạo nền trên vùng này, chưa có tín hiệu xấu thì hiện tại vẫn cầm tiếp nhá. Điểm mua thì chưa có, điểm mua gia tăng thì chưa có. Đấy, bởi con này nó thường xuyên nó có những cái phiên như này mà. Mấy nữa nó lại loanh quanh đây nó bật tăng thì chúng ta mua lại sau. Chỉ còn bây giờ thì nghĩ là giữ hàng thôi. Bởi vì là cái vị thế hiện tại vẫn đang có lãi, chưa có gì quá đáng lo cả. AI vừa trả lời rồi nhá. Hoa Sen và Nam Kim, Hoa Sen trả lời còn Nam Kim thôi. Nam Kim là Nam Kim chỉ thấy rằng là nó không khỏe bằng Hoa Sen đâu. Không phải Hoa Sen đâu, mọi người nhìn Hoa Sen này đấy. Nam Kim này đấy. Nó không, nói chung là form chart thì nó giống nhau, nhưng mà chỉ cảm nhận là con này nó cũng không quá là khỏe như con Nam Kim đâu, à con Hoa Sen đâu đấy. Khi mà cái vùng đỉnh ở đây này nó đang quá là gần, nó quá là gần vùng đỉnh đây đó. Hiện tại thì nó vẫn là một cái giai đoạn tạo nền của con Hoa Sen thôi, à của con Nam Kim này thôi đấy. Thì mọi người có thể vẫn giữ tiếp được. Nhưng mà nếu mà ai đang có lãi, nhưng mà ai đang có lãi thì nên khi mà nó thủng 20 chấm vùng giá khoảng 21 đi thì nên ra một nửa hàng, nên ra một nửa hàng. Đấy, đề phòng thị trường mà trường hợp xấu nhá. Đó.
Chị đoán là nhà đầu tư Nam Kim hiện tại đang có lãi mà lãi cũng nhiều hết rồi. Đấy thì mọi người nên giữ, nên thì, theo cái hướng là giữ lại một phần tỷ trọng, có nghĩa là giữ giữ lại cái một phần lợi nhuận của mình nhá. Đấy thì với thông tin thị trường như vậy thì theo chị đang có thiên hướng gọi là bảo toàn cái số lượng lãi hơn, bảo toàn số lượng lãi hơn. Đó. Vẫn giữ hàng thôi, vẫn giữ hàng thôi, nhưng mà sẽ phải có một cái thiên hướng gọi là bảo toàn lợi nhuận. Đó. Mọi người có thể lựa chọn bán 1/4, 1/2 đấy, hoặc là bán hết tùy mọi người đấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm cái tín hiệu của thị trường nữa. Vùng 1090 là cái vùng rất là quan trọng. Nếu mà thị trường có một cái xác nhận giảm thủng mất cái ngưỡng hỗ trợ như vậy thì nên là bán ít nhất 1/2 đi, đúng không? Ít nhất là bán 1/2 đi đấy. Ok thì video đến đây thì chị cũng cổ số lượng cổ phiếu quan tâm thì cũng đã hết. Còn nếu mà mọi người thấy video hay thì có thể tặng cho Chí một like và subscribe nha. Cảm ơn mọi người đã nghe video.